Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 39. Chương 381, Hành trình mới, 1. Tư duy Tô Hạo dần dần sống lại, lần nữa khôi phục lại năng lực suy nghĩ, hắn chậm rãi mở to mắt, cũng không sốt ruột đứng dậy, mà yên lặng cảm thụ cảm giác khống chế tứ chi ngũ giác, lại qua thêm một lúc lâu, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hắn mới phát hiện, bản thân đã trở thành nam hài 7-8 tuổi, đang nằm ngủ trên giường. Điều này làm cho Tô Hạo vô cùng kinh ngạc, sao không phải là đứa bé 3-4 tuổi? Chẳng lẽ là do lực lượng ý thức tăng mạnh sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, tổng thể đều là điều tốt, mới vừa vặn chuyển sinh, nam hài 7-8 tuổi còn có ít năng lực tự vệ. Tô Hạo duỗi ra bàn tay nắm chặt lại, như là phàm nhân bình thường, cảm giác suy yếu vô lực kéo tới. Tô Hạo không khỏi thầm nói, lại là loại trạng thái vô lực này, ít nhất cũng phải mất 5 năm mới có thể trở nên cường đại. Trong vòng 5 năm tới phải ít làm việc, đợi 5 năm sau lại thăm dò thế giới. Căn phòng này có phong cách cổ phục, thoạt nhìn có chút lâu đời. Tô Hạo đứng dậy đi tới gương đồng trước mặt, từ trong gương mơ hồ nhìn thấy hình dạng của mình. Tướng mạo tổng thể cũng được, mái tóc dài, một phần búi trên đỉnh đầu, một phần cột sau lưng, lộ ra vẻ có chút lộn xộn. Quần áo kiểu Hán phục cổ đại, làm bằng sợi thô ráp, nhìn qua là biết không phải hàng cao cấp. Tô Hạo âm thầm suy đoán, chuyển sinh đến thế giới cổ đại. Thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt a. Bất quá, phải xem tình huống cụ thể trước rồi hãy nói. Chỉ cần có thể học được tri thức, chuyển sinh đến thế giới gì cũng chẳng sao cả. Ý thức của hắn tiến vào trong quả cầu không gian, vốn tính điều tra trạng thái chỉnh thể của quả cầu, sau đó nhìn về nhật ký ghi chép. Không khỏi cảm thán một câu, dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng lại không nghĩ tới thời gian trôi qua hơn 300 vạn năm. Những mà trong khoảng thời gian buồn chán này, dường như không liên quan đến chút nào với Tô Hạo, hắn không thể tham dự trong khoảng thời gian này, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu có thể trải qua đoạn thời gian buồn tẻ này, hắn hiện tại còn không biết dự trữ bao nhiêu tri thức khổng lồ, lại trải qua bao nhiêu sự tình đặc sắc à. Nhưng mà, đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Chỉ cần hắn một ngày còn trói buộc bởi tuổi thọ, hắn vẫn như cũ lâm vào cảnh tuần hoàn vô hạn. Đúng rồi, ý thức của Á Sơn đâu? Tô Hạo đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tô Hạo đem nhật ký đóng lại, đi qua quan sát tù giam của Á Sơn, ý thức Á Sơn đã chuyển động, biểu thị hắn cũng đã tỉnh lại, tựa hồ chậm hơn Tô Hạo một chút. Sau khi tỉnh lại, Á Sơn cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh xung quanh, dùng giọng nói trầm thấp kêu, Duy lão đại, Duy lão đại. Tô Hạo thông qua tù giam truyền âm nói, Á Sơn, tạm thời đừng có vọng động, trước cứ tìm hiểu tình huống rồi nói. Á Sơn thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói ra, tốt, Duy lão đại. Sau đó liền không nói, gì thêm. Tô Hạo quan sát hoàn cảnh của Á Sơn, phát hiện Á Sơn tựa hồ cũng không chuyển sinh đến bên cạnh hắn, vị trí cụ thể cũng không biết được. Nhìn bộ dạng tay chân gầy còm của Á Sơn, đại khái chỉ có 4 tuổi, toàn thân bẩn thỉu đen thui, xiêm y trên thân cũng không đầy đủ, đấy cả giày cũng thiếu một chiếc, tựa như hài tử không ai yêu thương. Điều này Tô Hạo cũng từng gặp a, độ khó cấp địa ngục. Tô Hạo yên lặng cầu chúc Á Sơn may mắn, lần này chuyển sinh tới vị trí của hai người bất đồng, hơn nữa Tô Hạo khoảng 8 tuổi, Á Sơn chỉ có 4 tuổi. Nếu Á Sơn không sống qua được tuổi thơ cơ cực thì Tô Hạo cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng Tô Hạo còn nhắc nhở, Á Sơn, người ngàn vạn lần điệu thấp, mau chóng tinh luyện huyết khí, đạt tới võ giả tinh anh cao đoạn, trước khi học được ngôn ngữ ở thế giới này, không cần nói. Á Sơn thấp giọng, đã rõ Duy lão đại. Trước mắt trong lòng Á Sơn lời của Duy lão đại rất có sức nặng đấy, hắn đối với Tô Hạo mà nói, là trợ thủ đắc lực, có thể giúp hắn giải quyết nhiều việc vặt, từ đó có thời gian làm chuyện quan trọng hơn. Tô Hạo thật lòng hy vọng Á Sơn có thể thuận lợi trưởng thành, hăng hái tranh giành một chút. Cái này được gọi là đem nghiệp vụ không phải hạch tâm đặt ở bên ngoài, đem nghiệp vụ quan trọng đặt lên bản thân. Kế tiếp Tô Hạo không quản Á Sơn nữa, mình cũng không thể chạy loạn, mà đứng ở trong quả cầu không gian, hào hào kiểm kê thu hoạch của thế giới triệu hoán tiểu tinh linh. Thứ nhất,
kỹ năng triệu hoán ở thế giới này có lẽ không dùng được rồi, tùy ý triệu hoán, quỷ mới biết triệu hoán ra thứ gì, bất quá cũng có thể thử xem. Chương 382, Hành trình mới, 2. Thứ hai, đã lấy được phương pháp tu hành tinh thần, làm cho tinh thần lực của ta gia tăng một mảng, có thể đột phá. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến ta chuyển sinh thành hài tử 8 tuổi. Thời điểm ý thức của ta cường đại, có thể phá vỡ ý thức ban đầu, cướp đoạt thân thể. Thứ ba, về tiến bộ kỹ thuật cùng hệ thống thu thập thông tin. Tù giam hôm nay của ta đã trở thành lũy phòng ngự tuyệt đối, người không biết nguyên lý, không cách nào phá được. Ừ, cho dù có biết cũng không phá được. Nói cách khác, bản chất cốt lõi của ta an toàn, nhận được sự bảo vệ cấp độ cao. Thứ tư, về lĩnh vực vật lý học, ta thu hoạch tương đối nhiều, đối với kết cấu năng lượng cũng nắm rõ. Đã có nhận thức lớn. Thứ năm, thu hoạch được kỹ thuật cải tạo sinh vật, có thể kết hợp khoa học kỹ thuật cùng sinh vật, triển khai được hiệu quả không tưởng. Ví dụ như khủng long toàn thân họng pháo, liền hỏi ngươi gặp phải có sợ không? Thứ sáu, cũng là thứ quan trọng nhất, kỹ thuật không gian, ta nắm được truyền tống cự ly ngắn, truyền tống cự ly dài, truyền tống tùy ý trong phạm vi radar, lá chăn không gian, chữ vật không gian. Nhiều tri thức vượt quá thời đại, chỉ cần ta khôi phục lại sức mạnh. Càng kiểm kê, Tô Hạo càng thỏa mãn, thu hoạch lần này, có thể nói bội thu, như thu hoạch tri thức phù văn của thế giới võ giả. Mà năng lực không gian cũng là một trong những năng lực hạch tâm của Tô Hạo. Lại qua một lúc lâu, Tô Hạo rời khỏi quả cầu không gian, đứng dậy chỉnh đốn một phen, giày vò một hồi, rốt cuộc biết rõ phương pháp mặc quần áo, sau đó đẩy cửa bước ra. Chỗ này là tiểu viện, nhìn bộ dạng là một góc của đại viện, cực kỳ giống trạch viện của gia đình giàu có, chẳng qua đại viên lại lấy hình thức tiểu viên, nếu chưa quen thuộc rất dễ lạc đường. Hiện tại chưa quen cuộc sống nơi này, nhất định phải mau chóng xác nhận thân phận ở kiếp này, hơn nữa tìm người có thể dựa vào, kiếm cơm ăn. Sau đó Tô Hạo đi dạo trong sân, phát hiện người khác thấy mình thì rất tôn trọng đấy, điều này làm cho Tô Hạo ý thức được thân phận của mình không thấp, xem ra vận khí kiếp này không tệ. Tô Hạo đang nghĩ ngợi, trước mặt hắn liền xuất hiện tiểu thiếu niên cao hơn đầu, bên cạnh còn có một gã sai vặt giống như Tô Hạo, tựa hồ là nhân vật thư đồng. Vị tiểu thiếu niên này thấy Tô Hạo, liền không có hảo ý cười rộ lên, sau đó ngăn cản đường đi Tô Hạo, nói, bô bô, chít chít chòng. Oa oa, á, ngôn ngữ vũ trụ, Tô Hạo căn bản nghe không hiểu một chữ A. Vì vậy Tô Hạo lựa chọn bỏ qua, trực tiếp đi qua bên cạnh vị thiếu niên, không nghĩ tới tiểu thiếu niên này thấy Tô Hạo không để ý tới mình, vậy mà đưa tay hướng Tô Hạo chụp tới. Tô Hạo lui ra phía sau một bước, tránh thoát, cau mày nhìn tiểu thiếu niên trước mặt. Thân thủ của tiểu thiếu niên này so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều, dựa theo tính toán của 3D, sức mạnh hoàn toàn nghiền ép cỗ thân thể này của Tô Hạo. Loại tiết mục bị bắt nạt này làm cho Tô Hạo bất đắc dĩ không thôi, xử lý không tốt, tất nhiên sẽ dẫn tới một đống phiền toái. Quả nhiên, thay đổi thế giới, nhược điểm nhân tính vẫn tồn tại như cũ. Xem thường người yếu hơn mình, nhìn không thấy người mạnh hơn mình. Muốn đánh sao? Tô Hạo tự hỏi, hiện tại thân này của hắn khá yếu, bất quá đánh nhau, hắn vẫn có thể treo ba tên tiểu tử như này lên đánh, chỉ là sợ phía sau còn có phiền toái, tình hình chỗ này còn chưa rõ. Còn là lui đi, không cần vội, từ từ sẽ đến. Nghĩ xong, Tô Hạo liền lui hai bước, quay người muốn rời đi. Thiếu niên này thấy Tô Hạo đơn giản né được một chảo mười phần nắm chắc của bản thân, không khỏi chấn động. Dường như lần đầu tiên nhận thức được Tô Hạo, hắn không tin, bước nhanh về phía trước, hướng cánh tay Tô Hạo chụp tới. Trong miệng còn phát ra một đống ngôn ngữ mà Tô Hạo nghe không hiểu, khó nghe cực kỳ. Tô Hạo lại tránh, hắn lại chảo, Tô Hạo lại né. Sắc mặt tiểu thiếu niên hết sức khó coi, nổi giận đùng đùng hướng Tô Hạo đánh ra một quyền. Tô Hạo thấy đối phương lải nhải, tiến lên một bước, gót chân hung hăng dẫm lên bàn chân của thiếu niên. Ngao! Thiếu niên lập tức ôm chân mình nhảy dựng, gào khóc kêu. Lại chỉ vào mặt Tô Hạo chửi ầm ĩ, gã sai vặt phía. Sau lưng hắn nổi giận đùng đùng vén tay áo lên, nhưng không dám ra tay với Tô Hạo, chỉ ở tại chỗ gấp đến dậm chân. Tình cảnh này làm cho Tô Hạo hiểu rõ. Hắn và tiểu thiếu niên này đều là con của chủ đại viện này, cùng loại nhân vật thiếu gia, mà gã sai vặt chỉ là gia phó. Ở giữa tranh đấu của chủ nhân, gia phó không thể nhúng tay vào, nếu gia phó hướng chủ nhật xuất thủ, vật kết cục cuối cùng là loạn côn đánh chết.
Nói cách khác, thân phận của Tô Hạo trên thực tế không thấp hơn vị thiếu niên này, thứ thua kém chỉ là võ lực mà thôi. Như thế cũng dễ làm. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 383, Kế hoạch tương lai, 1. Tiểu thiếu niên lúc này đã chậm lại, không làm bị thương được Tô Hạo, làm hắn tức giận không thôi. Hắn lui ra phía sau hai bước, triển khai tư thế, ở tại chỗ đánh mấy bộ đường quyền. Sau khi hoàn tất làm nóng người, hắn hét một tiếng hướng Tô Hạo lao tới. Hắn tuy rằng không rõ vì sao Tô Hạo lại trở nên hung mãnh như vậy, nhưng mà chỉ cần hắn sử dụng phùng ra 18 lộ quyền pháp, không cần quản hắn là ai, đều bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Một quyền của tiểu thiếu niên này đấm ra, vậy mà sinh ra gió. Ánh mắt Tô Hạo híp lại, lập tức đoán được bài quyền này có chút môn đạo đấy, thầm nói, thế giới võ giả. Xem ra trên nắm tay này, tựa hồ ẩn chứa một ít những vật khác, lấy tình hình thân thể ta hiện tại, đoán chừng cũng không đấm ra được quyền này. Nghĩ xong, thân hình Tô Hạo hơi rộng mở, vươn tay chỉ ra một ngón giữa, đưa tay chọt vào dưới nách thiếu niên đang vung quyền. Ngao! Lại hét thảm một tiếng, tiểu thiếu niên mang theo cái nách bị thương nhảy dựng lên. Cảm giác bị đâm thế nào? Có lẽ thua bị đá dưới háng một chút đi. Bất quá nhìn bộ dạng muốn chết đi sống lại của tiểu thiếu niên, tựa hồ cũng không dễ chịu. Tô Hạo không nói một lời, lướt qua tiểu thiếu niên cùng gã sai vặt, tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu thiếu niên lúc này cũng không dám tiến lên, trơ mắt nhìn Tô Hạo rời đi. Sau đó Tô Hạo cũng không gặp được chuyện kỳ quái, vừa đi vừa nhìn. Tiểu viện rất lớn, có thể xác định đây là một đại gia tộc. Toàn bộ tiểu viện tính cả người làm vườn thì có 50 mấy người, không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Thân phận của Tô Hạo hẳn là tam thiếu gia hay tứ thiếu gia, ở trong nhà này cũng không khó coi. Chỉ chốc lát sau, Tô Hạo đi dạo tiểu viện mấy vòng, người hầu trông thấy hắn đều vấn an, mà Tô Hạo cũng không mở miệng, cũng không để ý, nên làm việc thì làm. Tác phong giống thiếu gia 10 phần. Một lát sau, hai mắt Tô Hạo sáng lên, hắn thấy được phòng bếp, cùng với căn tin đối diện phòng bếp. Đã tìm được chỗ ăn cơm, chỉ cần có cơm ăn, hắn có thể khôi phục lại sức mạnh của mình. Trong đại viện này, sắp ra đời một cái thúng cơm. Thời điểm Tô Hạo quay lại, trong lòng yên lặng đưa ra kế hoạch với thế giới này. Bước đầu tiên, tinh luyện huyết khí, mau chóng thăng cấp thành võ giả tinh cao cao đoạn, dự tính cần 3 tháng. Huyết khí là lực lượng căn bản của Tô Hạo, nhất định phải có huyết khí mới có thể sử dụng phù văn, càng nhiều huyết khí càng tốt. Bước thứ hai, tiến hóa ra thiên phú triệu hoán sư, bắt đầu tu hành tinh thần lực, đồng thời tiến hóa lên cốt ma, dự tính thời gian 6 tháng. Bước thứ ba, tiếng giai tông sư võ giả, đem 4 phù văn quan sát cứng rắn tạo mô đun không gian định vị không gian phù hợp nhất, sau đó tiến hành khắc ấn. Từ đó thu hoạch được năng lực truyền tống, thời gian dự tính, 1 tháng. Bước thứ tư, tích lũy huyết khí, đạt đến trạng thái đỉnh phong, dự tính thời gian cần dùng là 3 tháng. Tính cả thời gian sai số, tối đa 1 năm rưỡi, Tô Hạo có thể lấy được năng lực tự vệ. Sau đó tiến hành bước thứ 5, thu thập tin tức, hiểu rõ diện mạo thế giới này, xác định mục tiêu học tập trong tương lai. Hơn nữa, hiện tại cỗ thân thể này đã được 8 tuổi, cơ bản đạt tiêu chuẩn, không cần trải qua thời gian trưởng thành thích ứng. Thời điểm Tô Hạo chuẩn bị kế hoạch để thu thập tri thức, thì thiếu niên bị Tô Hạo đâm vào nách, lại lần nữa chặn đường Tô Hạo. Thiếu niên này chỉ tay vào Tô Hạo, nói vài lời bô bô, lại ở tại chỗ đánh ra một bộ quyền sinh gió, triển khai tư thế, chuẩn bị đánh Tô Hạo. Xem ra, vị tiểu thiếu niên này không cam lòng thất bại, ý định tìm lại danh dự. Tô Hạo thở dài, không nghĩ tới vừa xuyên qua lại gặp phải mấy chuyện nhảm nhí như vậy, xem ra còn do hắn đánh quá nhẹ. Hết lần này đến lần khác đều trong trạng thái vô lực, đợi qua 2 tháng nữa thì tốt rồi. Bất quá, dù cho ta ở trạng thái yếu kém, cũng không phải ai cũng khi dễ được. Nếu như chỉ là chuyện của hai đứa trẻ, liên lụy không lớn, như vậy cũng không cần phải cố kỵ nữa. Chương 384, Kế hoạch tương lai, 2. Tô Hạo chậm rãi hướng tiểu thiếu niên bước tới. Càng lúc càng nhau, thời điểm cách tiểu thiếu niên 2 mét, hắn hầu như đạt đến tốc độ cực hắc. Tiểu thiếu niên hét một tiếng, dưới chân cũng sải bước, một quyền đánh ra, trong đôi mắt sáng lập lòe.
Chiêu này của tiểu thiếu niên là quyền chính run sợ nổi danh tàn nhẫn lại chuẩn, có thể đem tên ngũ đệ phế vật này một quyền nằm sấp. Tô Hạo nghiêng đầu qua một bên, tránh được, sau khi tránh thoát khỏi nắm đất của tiểu thiếu niên, hắn thuận thế nhảy lên, hướng đầu gối của mình kê vào bộ ngực thiếu niên. Đông, một tiếng trầm đục vang lên, tiểu thiếu niên bị Tô Hạo đánh bay, hướng về sau ngã xuống đất. Tiểu thiếu niên đến cả tiếng kêu rên cũng không phát ra được, tức ngực khó chịu không thở được, thời điểm nhìn về phía Tô Hạo, vẻ mặt tràn đầy vẻ hoang mang. Hắn che ngực lui về phía sau, Tô Hạo tiến lên hai bước, cưỡi lên thân thiếu niên, giơ lên quả đấm không ngừng hạ xuống. Phanh phanh, Tô Hạo mới đấm xuống 10 quyền, liền thở hổn hển, hai cánh tay liền bùn rùn vô lực. Hắn không khỏi nhíu mày thầm nói, hể, lực của cỗ thân thể này cũng quá kém đi. Hay là do thân thể của tiểu tử trước mặt rắn chắc, chẳng lẽ nguyên nhân là do luyện võ? Làm cho hắn không hiểu vì sao tiền thân hắn chuyển sinh lại không luyện võ. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể chờ sau này hãy nói. Tô Hạo đứng dậy với hai tay mềm nhũn, từ trên cao nhìn xuống tiểu thiếu niên, lạnh lùng đem tiểu thiếu nay này dọa sợ. Trong lòng tiểu thiếu niên thầm mắng, hắn cảm thấy ngũ đệ phế vật này hình như thay đổi thành người khác vậy. Sự tình đến đây cũng không sai biệt lắm. Tô Hạo bày ra thực lực, đem tiểu thiếu niên đánh đến nước mũi chảy ròng, chắc hẳn trong ngắn hạn tiểu thiếu niên này sẽ không dám chạy tới tìm Tô Hạo gây phiền phức. Đợi qua 10 ngày nửa tháng, tên này còn dám chạy tới, cũng không phải chỉ cháy nước mũi đơn giản thế này đâu. Không giao tiếp được làm cho Tô Hạo cảm thấy phiền toái, trong lòng của hắn phàn nàn nói, không giao tiếp được thật bất tiện đi. Có lý nói cũng không được, có ngôn ngữ nào thông dụng trong vũ trụ không nhỉ? Hay dùng pháp thuật, biến một cái liền giúp ta học được ngôn ngữ ở đó. Tô Hạo hiểu mấy thứ thông dụng ngôn ngữ vũ trụ đều là hy vọng xa vời. Ngữ pháp chính là quy tắc thiên biến vạn hóa. Tựa như có ngôn ngữ sử dụng cấu trúc chủ vị tân, nhưng lại có ngôn ngữ không có chủ vị tân. Giống như là ta cưới một người vợ cùng với ta một người vợ cưới khác nhau. Những người có thể học được nhiều ngôn ngữ trên thế giới đều là nhân vật thiên tài à. Mà Tô Hạo học được không ít ngôn ngữ trong vũ trụ, có thể nói là siêu tuyệt thiên tài. Mặc dù như thế, hắn cũng bị bức điên đấy. Sự kiện thiếu gia đánh nhau cũng không gây ra phiền toái. Tựa hồ đánh nhau ở thế giới này là một chuyện bình thường. Bất quá Tô Hạo cùng tiểu thiếu niên bị gọi vào trước mặt một lão thái thái dặn hỏi. Do Tô Hạo dùng thái độ đánh người là sự thật hơn nữa còn không có lời nào để nói, hắn liền nhận phải xử phạt, bị nhốt trong phòng một ngày. Vẻ mặt thiếu niên khoái ý, dường như không có đau thương nữa rồi. Mà vẻ mặt Tô Hạo mông bức, bọn hắn đang nói gì vậy? Chuyện gì thế? Có liên quan đến ta sao? Sau khi chuyện này phát sinh, tiểu thiếu niên này tựa hồ không phục, đều muốn tìm Tô Hạo lấy lại danh dự, vì vậy khổ luyện hơn một tháng, cảm giác được thực lực tăng mạnh, liền tìm Tô Hạo quyết đấu. Hắn đến cả Tô Hạo lúc mới chuyển sinh đánh còn không lại, lúc này Tô Hạo đã tinh luyện khí huyết được một tháng, thực lực đề thăng, hắn còn có cơ hội. Vì vậy lại bị Tô Hạo hung hăng đè xuống đất đánh cho một trận. Lần này khí lực Tô Hạo khôi phục lại, đánh càng thêm ác. Tiểu thiếu niên khóc không ra nước mắt, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, tên ngũ đệ phế vật này, tức lúc nào mạnh như vậy? Đại ca cũng chỉ đến mức này mà thôi. Từ đó về sau, tiểu thiếu niên cũng không dám chủ động tìm Tô Hạo gây phiền toái, mà suốt ngày khổ luyện công phu, chờ mong thực lực đề cao, sau đó báo thù rửa hận. Bất quá hắn đã định trước không có cơ hội lấy lại danh dự nữa rồi. Đáng nhắc tới chính là, sau khi Tô Hạo biểu hiện ra thực lực, người hầu đối với hắn càng thêm tôn trọng. Đến cả tổ mẫu đứng đầu gia tộc, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hiền lành, còn có mấy phần cương chiều. Dù Tô Hạo không nói lời nào, nàng cũng ưa thích đem Tô Hạo kéo đến bên cạnh ân cần hỏi han. Điều này làm cho Tô Hạo đại khái nắm rõ quy tắc ở thế giới này, thực lực vị tôn. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 385, Tiên Sư 1. Thời gian vội vàng trôi qua, một năm thoáng cái đã qua. Tô Hạo thành công tiếp thu di sản của tiền thân, học xong ngôn ngữ của thế giới này, có thể lưu loát cùng người khác đối thoại, đồng thời, hắn đối với hoàn cảnh xung quanh cũng có nhận thức sơ bộ. Đại viện mà Tô Hạo ngây ngốc sinh sống, được gọi là Đại viện Phùng Gia, ví trí Hoa Dương Bối Châu, Mạc Lai Trang nằm ngoài thành Mạc Lĩnh.
Mạc Lai Trang có gần 3.000 người, trong Trang có 4 họ gia tộc, theo thứ tự là Phùng, Vân, Hoa, Trương. Mà Tô Hạo là Nam Đinh đời thứ 3 thứ 5 Nam Đinh Phùng Gia Trang, tên là Phùng Đường, ở trong Mạc Gia Trang thân phận rất cao quý. Trước mắt tổ mẫu là đương gia Phùng Gia, xuống dưới là Tam Thúc Tô Hạo, sau đó đến Đại Nương Tô Hạo, Nhị Nương, Tam Nương. Cuối cùng mới đến Bát Mẫu cũng chính là mẹ đẻ Tô Hạo. Mà Tô Hạo có 4 vị huynh trưởng, 5 vị tỷ tỷ, 3 đứa muội muội, 7-8 đứa cháu trai cháu nữ, nhân khẩu cực kỳ thịnh vượng. Điều duy nhất làm cho Tô Hạo thấy quỷ dị là Nam Đinh trưởng thành của Phùng Gia, ngoài trừ Tam Thúc, tất cả đều không thấy đâu. Sau đó hắn cố ý nghe nóng, từ Bát Mẫu mẹ đẻ nghe được tin tức mà làm hai mắt hắn tỏa sáng. Mẫu thân Tô Hạo không thèm để ý mà nói, phụ thân ngươi à, hắn có thiên phú tu tiên, đi tu tiên rồi. Có trở về hay không cũng không biết. Tu tiên. Nghe được nam nhân trưởng thành của Phùng Gia đi tu tiên, Tô Hạo lập tức kích động không thôi. Rốt cuộc a, đi tới thế giới tu tiên, bằng vào năng lực của ta, trường sinh há có thể là ước vọng. Trong tưởng tượng của Tô Hạo, tu tiên có thể kéo dài tuổi thọ. Tô Hạo tin tưởng, hắn tất nhiên sẽ leo lên đỉnh của cái thế giới này. Tự tin của hắn đều nhờ vào tri thức tích lũy có được cùng với sức mạnh của mình. Đương nhiên, thế giới tu tiên cũng có nghĩa rất nguy hiểm. Trong ấn tượng của Tô Hạo, tiên gia đạt tới trình độ nhất định, được cho không gì không làm được, có thể gọi là tiên nhân. Tiên nhân khái niệm gì? Ấn tượng của hắn đối với tiên nhân là tuổi thọ dài đằng đẵng, trên thân kèm theo quầng sát bất tử, tiêu dao khoái hoạt. Ấn tượng thứ hai là cường đại, có các loại pháp thuật tiên kỹ, đặc tính quỷ dị khó lường, lại có năng lực rời non lấp biển, có thể gọi là thủ đoạn tiên nhân. Tô Hạo đã có mục tiêu của mình, quyết định đi theo bước chân của tiền nhân, tìm kiếm con đường tu tiên. Tuy nhiên lúc này, hắn còn cần ổn định một đoạn thời gian so với chuyện đạt được sức mạnh cường đại. Thứ càng quan trọng hơn chính là đem quy tắc vận hành của thế giới này tìm hiểu rõ ràng, sau đó tránh đi điều cấm kỵ, lại chế định mục tiêu học tập tiếp theo. Đây mới là kế dài lâu. Nếu hắn quá xúc động bị đại tu tiên giả chú ý, vậy đoán chừng kiếp này đừng mong sống mà trưởng thành. Một năm nay, Tô Hạo dốc lòng ăn, sau đó chuyển hóa huyết khí, đem bản thân tiến hóa thành cốt ma, đồng thời lần nữa khắc ấn 4 phù văn chuẩn bị từ trước, thành công tiếng giai võ giả tông sư. Thực lực tăng trưởng một mảng lớn, sau khi trải qua thời gian thích ứng, hắn cũng thuận lợi nắm giữ các năng lực liên quan về không gian, như truyền tống cự ly ngắn, bình chướng không gian, túi trữ vật. Tuy lúc này Tô Hạo còn chưa đạt đến đỉnh phong kiếp trước, như lấy thực lực bây giờ, Tô Hạo có thể bảo đảm mình dưới mọi loại tình huống, bảo toàn được bản thân. Bất quá cường độ cỗ thân thể này vẫn còn kém xa, thời gian cải tạo hàm số cường hóa còn quá thấp. Để muốn đạt được lượng huyết khí khổng lồ, còn cần phải thích ứng thêm 5 năm, đợi thời điểm thân thể 14 tuổi mới được. Không vội, tiếp tục ổn định. Tô Hạo cũng không lo lắng chuyện bởi vì thời gian phục hồi thực lực quá lâu, mà bỏ lỡ thời điểm tu tiên tốt nhất, điểm ấy hắn cố ý tìm hiểu qua. Tuổi tốt nhất của thế giới này để tu tiên, trong khoảng thời gian từ 8 tuổi đến 16, cũng không phải nói càng sớm càng tốt. Nguyên nhân cụ thể Tô Hạo cũng không hỏi rõ, về sau chính thức tiếp xúc, liền tự minh bạch đạo lý này. Bước đầu tiên của trường sinh là phải bảo vệ được mạng nhỏ của mình. Về phần Á Sơn, hôm nay hắn xen lẫn trong tiểu đội do hài đồng 6 tuổi tạo thành. Khó khăn sinh tồn, thiếu ăn thiếu uống, dù cho có kỹ xảo tinh luyện huyết khí, tiến độ của hắn cũng chậm chạp không thôi. Trước mắt khó khăn lắm mới đạt được võ giả phổ thông cao đoạn, chỉ là cũng đủ năng lực bảo vệ mình. 3 tháng trước Á Sơn còn thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, nên hắn dứt khoát không điệu thấp nữa, ngoan cường chống đỡ. Điều này làm cho Tô Hạo nhớ lại khoảng thời gian ban đầu của mình. Chương 386, Tiên Sư 2. Hôm nay, Tô Hạo đang tĩnh tâm nhập định, tiến hành tu luyện tinh thần, trong nội viện bỗng nhiên truyền tới thanh âm huyên náo. Tô Hạo cau mày, kết thúc tu hành, chậm rãi mở to mắt, đứng dậy đẩy cửa bước ra, liền gặp một gã sai vặt đang chạy trở về. Tô Hạo nói, quang quang, xảy ra chuyện gì? Không sai, tổ mẫu còn cho Tô Hạo một hạ nhân, chuyên môn vì hắn mà chiếu cố cuộc sống hàng ngày, người làm này tên là Phùng Quang Quang. Phùng Quang Quang 8-9 tuổi, so với Tô Hạo còn nhỏ hơn, hình dáng gầy cao, hắn có xương gò má cao, một khuôn mặt dài, chỉ là hai mắt thanh tịnh, thoạt nhìn thập phần linh động.
Quang Quang hưng phấn nói, thiếu gia, nghe nói có ba vị tiên sư đến đây, thấy Mạc Lai Trang địa linh nhân kiệt, đang muốn mở thu đồ đấy. Hiện tại người trong thôn đều chạy tới xem, vô cùng náo nhiệt. Tiên sư, đi, chúng ta cùng đi qua xem. Tô Hạo lập tức hứng thú. Xuyên qua đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp tiên nhân trong truyền thuyết, ý định của Tô Hạo tính chạy qua kiến thức một phen. Về phần nói nguy hiểm hay không, Tô Hạo cũng không quá lo lắng, thực lực hôm nay của hắn. Dù sao cũng không phải như lúc vừa xuyên qua, đại đa số công kích đều có thể bị hắn dùng bình chướng không gian ngăn trở. Tô Hạo cùng Phùng Quang Quang đi tới quảng trường Mạc Lai Trang, lúc này bên trong quảng trường vô cùng náo nhiệt, mặc kệ là nam nữ già trẻ. Bất kể có hay không được tiên nhân thu làm đồ tệ, loại sự tình khó khăn gặp này làm cho tất cả mọi người hào hứng không thôi, như là lần đầu xem xiếc thu vậy. Sau khi hai người Tô Hạo đến gần, ngay tại trên đài quảng trường, nhìn thấy một nam tử trung niên có tiên khí bồng bềnh, một tay hắn cầm kiếm dài, tay còn lại vuốt vuốt chùm râu dê ngắn ngủi. Hai tiên sư trung niên đứng trái đứng phải, đứng sau lưng một nam tử tiên sư trẻ tuổi, mặt như phủ băng, tiên khí mười phần. Thấy người càng lúc càng nhiều, nam tử trung niên đưa tay ra hiệu yên lặng, cất cao giọng nói, chư vị hương thân, bần đạo tu đạo tại tứ phương ánh Nhật Đàm, sống hơn 200 năm. 20 năm trước du lịch bốn phương, có đều thấu hiểu, tu vi đột phá, lần này muốn quay về tứ phương ánh Nhật Đàm tiếp tục tiềm tu, trong lúc vô tình đi ngang qua đây. Giật mình với địa linh Nhật Kiệt, đều là nhân trung long phượng, vì vậy mạo muội đến đây, đều muốn thu vài tên đệ tử, đi theo ta về ánh Nhật Đàm làm đạo đồng. Nói tới chỗ này, ánh mắt trung niên quét một vòng, sau đó nói tiếp, nếu chư vị muốn con cái của mình theo ta tụ đạo, cầu hậu thế trường sinh, có thể đi lên để ta kiểm tra một chút. Tuổi từ 8 đến 16 tuổi, người nọ vừa nói xong, hương thân ở Mạc Lai Trang liền xôi trào. Có tiên nhân đi ngang qua Mạc Lai Trang, thậm chí coi trọng khối bảo địa phong thủy này, dừng chân muốn thu đồ tệ, đây chính là hảo sự trăm năm khó gặp. Người có thể bái nhập sơn môn tu tiên, đều là người đại phú đại quý, từ lúc nào đến phiên bình dân như bọn hắn. Mà cơ hội như vậy, bay trước mặt bình dân, bọn hắn vô luận làm thế nào cũng bắt được. Một khi con cái nhà mình hữu duyên với tiên duyên, học xong một hai tiểu pháp thuật, vậy gia đình bọn họ rất nhanh sẽ phất. Thời điểm lúc này, bất kể là địa chủ hay bình dân, vẻ mặt bọn họ tràn đầy nóng bỏng, đem con cái nhà mình đẩy lên trên, làm cho tiên sư điều tra thiên phú tu tiên. Một nam tử trung niên khác đứng sau lưng người trẻ tuổi đi ra, lần lượt kiểm tra cho từng người một. Một thiếu niên ngu ngơ đi tới trước mặt tiên sư, thò tay ra. Trung niên tiên sư duỗi hai ngón tay, đặt lên cổ tay của thiếu niên. Cha mẹ, vị thiếu niên này thoạt nhìn là nông dân, lúc này vẻ mặt tràn đầy nóng bỏng nhìn nhi tử nhà mình, hy vọng hắn có thể bái nhập tiên môn, tu luyện tiên đạo. Một lát sau, trung niên tiên sử thả tay ra, tiếc nuối lắc đầu. Kế tiếp, thiếu gia, vị tiên nhân này biết thật nhiều, ngài có muốn lên thử một lần không? Phùng Quang Quang hào hứng bừng bừng nhìn khảo chí tiên duyên trên đài, tựa hồ cũng muốn đi lên thử một lần. Tô Hạo thì cau mày suy nghĩ, mấy vị tiên sư tự xưng sống hơn 200 tuổi này, huyết khí cũng chỉ mạnh hơn người bình thường vài lần mà thôi. Cho hắn một loại cảm giác gà yếu, dường như hắn bổ một đao có thể chia mấy người này làm hai khúc. Tô Hạo suy nghĩ, có lẽ tu tiên giả có chỗ khác biệt. Hay là bọn họ có thủ đoạn che giấu huyết khí? Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 387, theo dõi, 1. Chú thích, do nguồn dịch chương này bị sót nên mình lấy nội dung chương từ bản convert, mọi người nghe tạm nha. Hết chú thích. Người tu tiên Tô Hạo chưa bao giờ tiếp xúc qua, cho dù đã từng trong lúc vô tình tiếp xúc, cũng là chớp mắt bị đập chết, đối người tu tiên hiểu rõ, có thể nói giới hạn với trên mạng tiểu thuyết. Thế nhưng đối với người tu tiên quỷ bí thủ đoạn, Tô Hạo đó là nhấc lên hoàn toàn cảnh giác, không dám có chút đại ý. Tô Hạo lại nhìn một lúc, liền không hứng lắm, quay đầu đi rồi. Phùng Quang Quang lập tức đi theo Tô Hạo phía sau, rời đi sân phơi lúa. Đi tới nửa đường thời điểm, gặp phải một cái bốn chỗ la lên ngũ thiếu gia người làm kia vừa thấy Tô Hạo, lập tức ánh mắt sáng lên lớn tiếng kêu, ngũ thiếu gia, rốt cục tìm ngài. Mau đi trở về đi, chủ mẫu tổ chức Phùng gia tộc biết, còn kém ngài.
mau nhanh cùng ta trở về đi thôi. Tộc hội. Chuyển sinh lại đây một năm, cũng chỉ có năm tế trước mở qua tộc hội, thấy rõ sự tình vô cùng trọng yếu. Hay là cùng tiên sư kia hữu quan, Tô Hạo ra hiệu người làm dẫn đường, theo người làm đi đến Phùng gia phòng nghị sự bên trong. Lúc này phòng nghị sự bày cái ghế, ngồi đầy người, trung gian trống rỗng một cái ghế, chính là Tô Hạo vị trí. Trái phải cộng hai hàng, dựa theo địa vị cao thấp phân loại mà ngồi. Tổ mẫu ngồi ở chủ vị, mặt bên chính là Tô Hạo tam thúc, gọi là Phùng Hạng Long, là một cái giữ lại râu nhỏ người đàn ông trung niên. Tướng mạo tuấn tú, thân thể phối hợp, chính việc không liên quan tới mình uống trong chén nước chè xanh, đi xuống đến đại nương, nhị nương. Tô Hạo mới vừa đến đại sảnh, liền nghe đến hắn tứ ca tức giận nói, tốt đẹp như vậy cơ hội đang ở trước mắt, tổ mẫu vì sao nhất định phải cản ta tiên duyên. Không được, ta ngày hôm nay bất luận làm sao đều muốn cùng tiên sư đi, ta muốn tu tiên, ta muốn trường sinh. Tô Hạo tứ ca gọi Phùng Nguyên Tín, chính là một năm trước bị Tô Hạo hành hung quá mấy lần tiểu thiếu niên. Phùng Nguyên Tín đã 12 tuổi, thân thể lớn lên càng thêm rắn chắc đôn hậu. Lúc này phẫn nộ vặn vẹo mặt của hắn, để hắn gần như mất đi lý trí, thở hổn hển như trâu nhìn mình tổ mẫu, muốn có được một cái ngăn cản hắn lý do hợp lý. Phùng Nguyên Tín vô số lần ảo tưởng chính mình bái vào tiên môn, tu thành chân tiên, đồng thọ cùng trời đất cảnh tượng, chỉ lát nữa là phải thành thật. Không nghĩ tới bị chính mình tổ mẫu ngăn cản, loại này tới gần thành công, lại bị ngăn cản phẫn nộ cảm, hầu như phải đem hắn ngũ tạng đốt cháy hầu như không còn. Tổ mẫu chống bao tương đầu rồng quẹo, nhăn nheo khuôn mặt không nhìn ra vẻ mặt gì, không nhanh không chậm nói, Phùng gia tổ huấn, Phùng gia con cháu truy tìm tiên đạo trước, cần lưu lại dòng dõi. Ngươi nếu không tuân, vậy thì không phải Phùng gia con cháu, đều có thể đi trong viện ao máu đem một thân này huyết dịch còn cùng gia tộc, sau mặc ngươi rời đi, tuyệt không ngăn trở. Huyết dịch thả sạch, thế nào có mệnh ở? Nghe đến đó Tô Hạo lại thầm nói, nếu như ta muốn rời khỏi, này vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Tổ mẫu gặp Tô Hạo cũng đến, thế là chậm rãi nói, nếu Phùng Ngũ cũng đến, ta kia liền ở đây nhắc lại Phùng gia tổ huấn. Không có dòng dõi, không cho rời nhà. Lần này tộc hội nội dung vô cùng đơn giản, chính là tổ mẫu lần thứ hai cường điệu Phùng gia tổ huấn. Phùng gia trực hệ huyết mạch, bất luận nam nữ, nhất định phải lưu lại dòng dõi sau, mới có thể thoát ly gia tộc. Sau yêu chết chỗ nào đi chết chỗ nào đi, không ai sẽ lại quản. Mà Tô Hạo danh nghĩa tứ ca Phùng Nguyên Tín cuối cùng dường như xương đánh cả, héo héo rời đi, cả người phảng phất mất đi linh hồn. Tan họp sau, tổ mẫu đơn độc đem Tô Hạo lưu lại, đầy mặt hiền lành nói, Phùng Ngũ A, mau tới đây cho tổ mẫu nhìn một cái, chà chà chà, đều dài cao như vậy rồi. Phùng Ngũ là trưởng bối đối Tô Hạo cách gọi. Tô Hạo lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, đi lên phía trước. Tô Hạo không chỉ có đem người ta tôn nhi cho chiếm lấy, còn ở đây một năm ăn này lão thái, uống này lão thái. Chút mặt mũi này hay là muốn cho, tương lai còn không biết muốn ở sân này hỗn ăn hỗn uống bao lâu đây. Nhìn ra tổ mẫu vô cùng yêu thích cái này tôn nhi, không vì cái gì. Liền bởi vì Tô Hạo trong lúc vô tình để lộ ra đến loại kia lãnh khốc mà bá khí khí chất, để tổ mẫu càng xem càng yêu thích, rất có hắn trượng phu di phong. Then chốt là Tô Hạo biểu hiện ra thực lực, để tổ mẫu cũng vì đó thán phục. Được xưng tập võ thiên tài Phùng Nguyên Tín, ở Tô Hạo thủ hạ đều đi không tới một hiệp, chân thực là kỳ lân chi tư à. Tổ mẫu cảm thán sau một lúc, đột nhiên cười đối Tô Hạo nói, Phùng Ngũ, ngươi năm nay 10 tuổi chứ? Tô Hạo nói, không đây, mới 9 tuổi. Tổ mẫu lập tức nói, ai? 9 tuổi nhiều, có thể tính 10 tuổi rồi. Được rồi, vậy thì 10 tuổi. Chương 388, theo dõi, 2. Tổ mẫu lại nói, trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi lựa chọn hai khuê nữ, đều là xuất thân đại gia khuê phòng, dung mạo tú lệ, có thể nói là tốt nhất mọi mặt. Hôm nay ta liền đem các nàng tới, cho ngươi nhìn một chút, ngươi chọn một, nếu như đều ưa thích, vậy chọn cả hai đi, ha ha ha. Trong lúc nhất thời da đầu của Tô Hạo run lên, hắn mới 9 tuổi à. 9 tuổi liền phải lấy vợ sinh con sao? Đây không phải nói giỡn chứ. Tổ mẫu phát hiện dị sắc trên mặt Tô Hạo, không khỏi hiền lành cười nói, Phùng Ngũ không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải cao hứng khi lấy vợ quá sớm. Ngươi bây giờ mới 10 tuổi, chỉ cho ngươi gặp phu nhân tương lai của mình, chờ ngươi 13 tuổi mới có thể chính thức cưới vợ.
Tô Hạo tự hỏi tâm tình của mình cao hứng chỗ nào, không biết tổ mẫu từ đâu nhìn ra hắn có vẻ cao hứng. 13 tuổi liền lấy vợ sinh con, có vẻ hơi khoa trương. Bất quá hoàn cảnh thế giới này chính là như vậy, hắn cũng không thể đứng ra nói phùng đường ta phải đến 20 tuổi mới lấy vợ đi. Tổ mẫu dù sao cũng lớn tuổi, hưng phấn lôi kéo nói Tô Hạo một chốt lát, cũng có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ. Tô Hạo lúc này cũng trở lại tiểu viện của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục tu hành tinh thần. Sắc trời tối thui, Tô Hạo mở mắt, đứng dậy thu dọn, tiện tay gỡ xuống một tấm vải trên giường, che lại khuôn mặt. Sau một khắc, Tô Hạo chậm rãi biến mất tại chỗ. Ngay tại lúc đó, bên ngoài khu rừng nhỏ Mạc Lai Trang xuất hiện thân ảnh Tô Hạo. Nơi này cách Mạc Lai Trang 2.000 mét, đúng là phạm vi cực hạn quan sát của Tô Hạo. Tô Hạo suy nghĩ, vất vả lắm mới gặp được tu tiên giả, vẫn nhân cơ hội này qua quan sát một phen. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do mấy người tu tiên này không mang đến cho Tô Hạo bất luận cảm giác áp bách nào. Sau khi lại trải qua một phen cân nhắc, cho ra kết luận, bằng vào thực lực của mình, dù đánh không thắng đối phương, cũng có thể nhẹ nhõm rút lui. Thử một lần vậy, thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy. Hơn nữa, mấy tên tu tiên giả này khá khả nghi, người nào mà lại chạy tới vùng này thu đồ đệ. Vừa thu lại thu đống lớn, trong này tất có ẩn tình. Lúc này ba người tu tiên giả mang theo 13 người thiếu niên rời khỏi Mạc Gia Trang, mà Tô Hạo chỉ theo sát phía sau đối phương cách 1.000 mét, chậm rãi đi theo. Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối thui, ba vị tiên sư cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, đường đi trên núi gập ghềnh, 13 người trẻ tuổi phía sau ôm mộng tu tiên đi theo phía sau. Trên khuôn mặt của bọn hắn vẫn còn chưa mất đi vẻ hưng phấn, dường như ra khỏi Mạc Gia Trang, bọn họ sẽ thành tựu tiên gia, trở thành tu tiên giả cường đại, đồng thọ cùng thiên địa. Trung niên sư đột nhiên ngừng lại, xoay người chậm rãi nói, ngay tại chỗ này đi. Ánh sáng đèn lụt nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt của hắn, đem nụ cười của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Hai người còn lại cũng xoay người lại, nhìn về 13 người thiếu nam thiếu nữ. Có một vị thiếu niên nói, sư phụ, sao lại dừng lại rồi? Thiếu niên này tỏ ra rất hiểu chuyện, tuy chưa còn làm lễ bái sư, nhưng đã đem sư phụ treo nơi miệng. Trung niên tiên sư không đáp, chỉ lộ ra một nụ cười khó hiểu, duỗi ra ngón tay, rất nhanh đánh ra ấn quyết. Sau một khắc, hai đạo huyết sắc từ trong tay áo hắn chui ra, huyết dịch tạo thành trường sa, vừa bay ra ngoài liền lập tức hướng thiếu niên đánh tới. Phốc! A! À, trường sa huyết dịch xuyên qua ngực thiếu niên hét thảm một tiếng, rất nhanh liền mất đi động tĩnh. Mà huyết dịch trường sa xuyên qua ngực thiếu niên xong, tựa như chuôi hồ lô, hướng mấy người còn lại lao tới. Hai người còn lại cũng đồng dạng đánh ra ấn quyết, huyết sức từ trong tay lao ra, hướng các thiếu niên lao tới. Phốc phốc phốc. Sắc trời lờ mờ, cảnh vật không rõ, thiếu niên phía sau chỉ nghe thấy tiếng hét thảm phía trước, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trái tim liền bị xuyên thấu. Chỉ qua một lát, những thiếu niên thiếu nữ ôm mộng tu tiên, tất cả đều mất đi sinh mệnh. Bị những đạo huyết khí xuyên qua trái tim, cơ thể của những vị thiếu niên này trong nháy mắt khô quắt lại, giống như đã bị hút hết tinh hoa. Ba gã tiên sư thu hồi lại huyết sắc, cơ thể càng trở nên tráng kiện. Bọn hắn ấn quyết, huyết sắc giống như có sinh mệnh, nhúc nhích quay lại tay áo bọn hắn. Trung niên tiên sư kia hài lòng vuốt râu dê, cười nói, thu hoạch hôm nay không tệ. Nếu như cứ dựa theo tiến độ như vậy, trong vòng một tháng, ta liền tích lũy đủ huyết linh rồi. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi biến mất, mỉm cười nói, là do phụ thân nghĩ đến chủ ý này, ai có thể nghĩ tới chúng ta mượn danh nghĩ thu đồ đệ, nhẹ nhõm thu thập huyết linh. Một lát sau, ba người rất nhanh đem thi thể của thiếu nam thiếu nữ tiêu hủy sạch sẽ, cất bước nhanh chóng rời đi. Khi bọn hắn rời đi không lâu, không gian trên cành cây chấn động, thân ảnh Tô Hạo xuất hiện, gửi mùi máu nhàn nhạt còn lưu lại trong không khí. Hắn lẩm bẩm nói, dưới bầu trời này, quả nhiên không có sự tình tốt đẹp từ trên trời rơi xuống. Tu tiên, hắc hắc. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 389, không còn tay để múa. Trước kia Tô Hạo còn tưởng rằng ba tên này giả danh tiên sư để buôn người, lấy danh nghĩ thu đồ tệ để kiếm tiền ở Mạc Lai Trang đấy. Không nghĩ tới ba tên gia hỏa này thịt ra dáng này, vậy mà ra tay tàn độc như vậy.
Bất quá xem ra cũng không phải nhân vật gì lợi hại, cần dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để thu hoạch tài nguyên. Tạch tạch tạch. Bộ áo giáp xương rất nhanh xuất hiện đem Tô Hạo bao lấy, thân hình của hắn theo uy phong bộ áo giáp mà cao vọt lên tận 2 mét, hai tay lần lượt xuất hiện hai thanh đao một ngắn một dài. Ngay sau đó trước ngực xuất hiện vô số hoa văn, rất nhanh lan tràn ra toàn thân, cũng thuận theo cánh, tay mà xuống trường đao. Cấp 2 cứng rắn, cấp 2 thiên chuyển, cấp 2 bình chướng, cấp 2 sắc bén, cấp 2 xuyên thấu, cấp 2 tia chớp. Bình chướng không gian cùng truyền tống, phù văn hạch tâm khởi động, toàn bộ quanh vị trí ra ra, tùy thời xuất hiện. Tô Hạo thầm nói, ổn rồi, ta đây liền đi tìm bọn hắn, tìm tòi sâu cạn. Nói xong, Tô Hạo tập trung ra đa vào vị trí tiên sư trung niên, phóng ra mô run không gian phụ, truyền tống. Sau một khắc, thân ảnh Tô Hạo biến mất, xuất hiện sau lưng tiên sư, thuận thế một đao đâm ra. Phốc! Cốt đao như cắt phải đậu hũ, dễ dàng xuyên qua thân thể trung niên tiên sư. Cốt thứ! Suy suy suy! Vô số gai nhọn từ trong trường đao Tô Hạo mọc ra, bốn phương tám hướng đâm xuyên cơ thể của vị tiên sư này, mà vị tiên sư này trong nháy mắt cũng biến thành một con nhím hình người. Trung niên tiên sư chỉ cảm thấy sau lưng hơi có dị động, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền cảm thấy bị xuyên thủng. Ngay sau đó một cỗ cảm giác mát lạnh lan truyền toàn thân, phá thể mà ra. Thời điểm hắn muốn quay đầu xem chuyện gì xảy ra, phát hiện người mình đã không thể động đậy. Gì vậy? Thân thể trung niên sư cứng ngắc, ánh mắt nhìn xéo qua một cái nhọn mọc ra từ người mình, hoảng sợ nhìn về phía sau. Người đột nhiên bị tổn thương nặng, sẽ không cảm nhận được đau đớn, tình cảnh của vị tiên nhân này chính là như vậy. Trung niên tiên sư cúi đầu nhìn về phía dưới thân thể của mình, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, hắn phát hiện từ trên xuống dưới, gắp người mình đều là gai xương. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta thức tích huyết mạch thần thông? Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của hắn, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân rất nhanh trôi đi, thân thể đứng không còn vững, chậm rãi ngã xuống. Thanh niên nam tử trẻ tuổi phản ứng nhanh nhất, đưa tay bấm pháp quyết, tính sử dụng pháp thuật. Tay trái Tô Hạo hất lên, một cây tiểu đao từ trong tay bắn ra, một tiếng trầm đục vang lên. Cây tiểu đao xuyên qua đầu nam tử trẻ tuổi, khiến hắn ngã ngửa ra sau, một tiếng rên cũng không có, ngã xuống đất bỏ mình. Tia chớp cấp 2, giặc giặc, một đạo ánh sáng thoáng hiện lên trong đêm tối, thân thể nữ tử trẻ tuổi run rẩy ngã xuống đất. Tô Hạo buông lỏng cốt đao trong tay ra, tiện tay tạo ra một cái gai xương, tiến lên hai bước, đâm vào cơ thể nữ tử, phát động gai xương. Phốc phốc phốc, vô số gai xương xuyên qua thân thể xuất hiện, đem nữ tử chế trụ. Sau một khắc, Tô Hạo buông lỏng cây đao trong tay, thân hình biến mất tại chỗ, truyền đến bên ngoài cách 500 thước, trước sau không đến 3 giây. Tô Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, coi như thuận lợi, lần đầu tiên tiếp xúc với tiên nhân, suýt nữa bị dọa chết khiếp. Có thể thấy danh tiếng của tu tiên giả khủng bố đến chừng nào. Sở dĩ không có đem đối phương trực tiếp giết chết, là do Tô Hạo có ý định lưu lại người sống để hỏi. Nếu như thuận lợi, buổi tối hôm nay liền có thể thu thập tin tức về tu tiên giới. Bất quá vì lý do an toàn, Tô Hạo không có ý định thẩm vấn ngay bây giờ, vẫn chờ đảm bảo an toàn rồi hãy nói. Tô Hạo dùng truyền tống thay đổi vị trí, sau khi đổi mấy lần, hắn trốn đằng sau một gốc cây, quan sát hai vị tiên sư bị đâm thành con nhím. Tô Hạo nghĩ đến, trước nhìn một chút, xem đối phương có thủ đoạn giải trừ gai xương không. Gai xương của Tô Hạo đâm vào tránh chỗ hiểm. Theo như dự tính của Tô Hạo, đâm như vậy không chết ngay được. Tô Hạo đứng một bên chờ một chút, đại khái tầm khoảng 10 phút đi. Nhưng hắn không biết là, hai vị tiên sư không động đậy này, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta gặp tập kích. Là ai tập kích? Vì sao lại tập kích ta? Địch nhân đang ở đâu? Những gai xương này là gì? Đau quá. Nàng kia dần dần từ cơn tê liệt hồi phục lại, liền cảm nhận đau đớn đến toàn thân co rút. Trong lúc nhất thời nước mũi nước mắt đồng loạt chảy ra, nhìn hướng phụ thân của mình cầu xin giúp đỡ. Phụ thân, cứu con, đau quá, con cảm thấy sắp chết rồi. Trung niên tiên sư lúc này bản thân còn khó mà bảo toàn, ở đâu còn hơi sức để ý tới nàng. Hắn đợi hồi lâu, nhìn trái nhìn phải không thấy địch nhân, liền nhịn xuống cơn đau toàn thân, tập trung lực chú ý. Tay phải khó khăn đánh ra pháp quyết, rất nhanh, một đạo huyết sắc từ trong cổ áo chui ra, quấn quanh trên thân gai xương. Mà gai xương mất đi huyết khí Tô Hạo,
rất nhanh bị ăn mòn hòa tan, nhưng tốc độ hòa tan quá chậm. Trung niên tiên sư nhìn nữ tử gọi mình là phụ thân, trong mắt lóe lên vẻ tàn độc, huyết sắc từ người hắn lao ra, nhắm phía nữ tử lao tới. Trong lòng của hắn tràn đầy tiếc nuối, còn thiếu chút nữa, chỉ cần hấp thu hai lần huyết linh, huyết mãng của bọn họ có thể lột xác, khi đấy nhất định sẽ giúp ta đột phá dẫn khí tầng 5A. Hiện tại chỉ có thể chấp nhận một chút. Hắn lúc này nếu không tranh thủ thời gian tăng cường lực lượng, đêm nay chỉ phải sợ chết ở đây. Nàng kia còn tưởng phụ thân tới cứu mình, vẻ mặt không khỏi tràn đầy thần sắc vui mừng, trong miệng kích động nói, con biết ngay, phụ thân đối với con tốt nhất. Phốc, nhưng vượt quá dự kiến của nữ tử, đạo huyết sắc kia cũng không phải cứu nàng, mà đâm xuyên qua trái tim của nàng, đoạt đi tính mạng. Nữ tử nhìn huyết sắc xuyên qua tim mình, không thể tin được nhìn phụ thân, ngươi. Vì sao? Trung niên tiên sư bấm pháp quyết, khuôn mặt nữ tử bằng mắt thường có thể thấy rất nhanh tiểu tụy, như là mất đi chất dinh dưỡng, một lát sau chỉ còn da bọc xương. Lúc này huyết sắc càng thêm khỏe mạnh, ngược lại đi tới nam tử trẻ tuổi ngã xuống, đâm vào trái tim, thi thể nam tử cũng rất nhanh khô quắt lại. Huyết sắc lúc này trở nên vô cùng to lớn, quay lại trên thân trung niên tiên sư, rất nhanh liền đem tất cả gai nhọn ăn mòn không còn, mà hắn cũng khôi phục lại năng lực hành động của bản thân. Trung niên tiên sư chịu đựng đau nhức của cơ thể, mở cái miệng rộng, khống chế huyết mãng chui vào miệng, sau đó vết thương ở trên người rất nhanh dừng đổ máu. Hắn giống như ăn phải đại hoàn đan, khôi phục lại khí lực, khó khăn đứng lên, cảnh giác quan sát bốn phía, sau khi không phát hiện điều gì, thầm nói, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Sau đó thất tha thất thểu chạy vào trong bóng tối, đến cả đèn lồng dưới mặt đất cũng không dám cầm lên. Tô Hạo ở phía xa toàn bộ quan sát hành trình của đối phương, làm hắn cảm thấy kinh ngạc nhất chính là trung niên nam tử này vậy mà đem nữ tử thoạt nhìn có quan hệ rất tốt giết chết, cướp lấy lực lượng của đối phương. Bất quá điều này không quan trọng, Tô Hạo chú ý đến lực lượng mà tiên sư này biểu hiện ra, hắn thầm nói, loại huyết sắc này chính là lực lượng ở đây sao? Thế giới tu tiên, quả nhiên kỳ lạ, nguyên lý trong đó là gì đây? Tâm hồn ham học hỏi của Tô Hạo xuất hiện, hừng hực thiêu đốt. Mấy thứ này chắc chắn đều là của hắn. Tô Hạo thấy trung niên nhân thất tha thất thểu chạy đi, hắn ở nguyên tại chỗ suy tư một hồi, liền có chủ ý. Ý niệm trong đầu Tô Hạo khẽ động, truyền tống đến sau lưng trung niên tiên sư, bàn tay đặt lên lưng hắn, tiến lên một bước dùng lực. Phanh! Trung niên tiên sư chỉ thấy sau lưng một cỗ đại lực đẩy tới, toàn bộ người mất đi cân bằng, té ngã về phía trước. Gì vậy? Trung niên tiên sư gặm một miệng đầy đất, trong lúc nhất thời mất đi phong thái tiên phong đạo cốt. Phốc! Hai đạo hàn quang xẹt qua, hai bàn tay bay lên. Trung niên tiên sư nhìn tay của mình bị chặt rứt, phát ra tiếng thê lương thảm thiết. Động tác của Tô Hạo liên hồi, dùng gai nhọn cắm vào khắp người cơ thể trung niên tiên sư, đem hắn cắm sát mặt đất. Sau đó thối lui vài bước, lẩm bẩm nói, tay cũng bị chém cả rồi, hẳn không xài được pháp thuật đi. Tô Hạo quan sát được ba người trung niên tiên sư này lúc trước, đều đưa tay ấn pháp quyết, vì vậy liền phòng ngừa vạn nhất, đưa tay của hắn chém đi cho an toàn. Tô Hạo thối lui tới góc chết của trung niên tiên sư, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi đáp. Nếu làm ta hài lòng, ngươi có thể vẫn còn phong quang tiên sư, nếu ta không hài lòng, liền tìm ngươi khác hỏi. Nghe rõ chưa? Chương 390, ngươi biết được quá ít, 1. Kỳ thật Tô Hạo từng nghĩ qua, từ trung niên nhân này thu hoạch phương pháp tu hành, nhưng nghĩ tới lại từ bỏ, đồ vật địch nhân đưa cho hắn không dám tu luyện đấy. Mục đích của Tô Hạo ngay từ lúc đầu cũng rất đơn giản, từ trên người tiên sư trung niên này để thu hoạch tin tức về thế giới. Chỉ thể thôi, với tư cách là một người tu hành, hẳn là hắn sẽ biết được nhiều thứ. Về phần sự tình tu hành trong tương lai, tất nhiên sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp học tập, nếu như muốn học tập, khẳng định phải học ở chỗ tốt nhất. Nói thật, mấy mặt hàng như vị tiên sư này, Tô Hạo chướng mắt đấy. Thế này mà cũng tự xưng là tu tiên giả. Trong nội tâm Tô Hạo thầm nói, nếu tu tiên giả ở thế giới này chỉ có trình độ như vậy, Tô Hạo cảm thấy cũng không có gì làm, sớm chuyển sinh qua cuộc sống khác, hay chuyên tâm nghiên cứu những hạng mục mà bản thân cảm thấy hứng thú, sau đó sống nốt quãng đời còn lại, đợi chuyển sinh thế giới khác. Nếu mà loại tu tiên gia thế này tu được trường sinh, đời này Tô Hạo sẽ độc thân. Trung niên tiên sư nghe được có thể giữ mạng, liền tỏ vẻ biết gì nói nấy. Tô Hạo hỏi,
vì sao đi tới Mạc Lai Trang lại mang đi hơn 10 vị thiên niên. Vừa mới nghe xong câu hỏi, trong lòng trung niên tiên sư đập mạnh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, vì thu đồ đệ. Tô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rút đao ra cắm vào bả vai đối phương, sau đó nghiêng trái nghiêng phải một hồi. Trung niên tiên sư lập tức kêu hét thảm thiết, nói, ta nói. Ta tới đây vì thu thập huyết linh, trên người những thiếu niên kia có một tia huyết linh. Tô Hạo thuận thế nói, huyết linh là gì? Tu tiên gia cường đại như vậy, đến cả huyết linh cũng không biết. Trong lòng tiên sư kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt không dám lộ ra dị sắc, chỉ là nịnh nọt nói, huyết linh là một loại linh lực, là một loại linh lực khác tồn tại trong cơ thể. Tô Hạo nói rõ chi tiết. Tiên sư trung niên nghe vậy chỉ có thể nói, tu tiên cần phải có thiên phú, mà có vài người có được thiên phú không trọn vẹn, từ lúc sinh ra, liền bị linh khí bồi dưỡng, dần dần, sẽ tích lũy lắng đọng lại trong người, hình thành linh lực. Loại người có linh lực lắng đọng ở trong cơ thể, được gọi là huyết linh, đối với tu luyện mà nói, có chút tác dụng. Lại là thiên phú. Từ lúc tri thức Tô Hạo càng ngày càng nhiều thêm, dần dần hắn cũng hiểu thêm nghĩa của từ thiên phú. Dưới lý giải của hắn, thiên phú tức là trong hoàn cảnh đặc thù, sinh vật trải qua một đoạn thời gian dài, dần dần thích ứng cơ thể theo hoàn cảnh mới, cũng có thể nói là lựa chọn của thiên nhiên. Ví dụ như thiên phú triệu hoán sư ở thế giới triệu hoán sư, có thể lý giải dưới hoàn cảnh đặc thù của không gian. Nhân loại dần dần thích ứng, một số bộ phận loại người tiến hóa lên, có thể dùng xúc tu tinh thân cầu thông không gian. Nói rộng ra, thiên phú tu tiên ở thế giới này, đại khái cũng vì thích nghi hoàn cảnh ở đây, sau đó tiến hóa ra năng lực đặc thù, cũng chính là thiên phú. Nếu đã như vậy, ở thế giới này có gì đặc thù? Tô Hạo nhạy cảm phát giác được trọng điểm trong lời nói của tiên sư trung niên, liền hỏi, linh khí là gì? Trung niên tiên sư há miệng, hiển nhiên đã bị câu hỏi của Tô Hạo làm khó, chần chừ một chút, không xác định mà nói, là linh khí à. Có thể cảm nhận được, trong thiện địa không có chỗ nào không có. Chỉ cần vận hành công pháp là có thể đem linh khí hấp thu vào trong cơ thể, chuyển hóa thành linh lực. Tô Hạo nhăn mày lại, rõ ràng đây không phải đáp án hắn muốn. Tô Hạo sớm xác nhận qua thành phần không khí của thế giới này, cũng không có chỗ nào đặc thù, cũng không có linh khí như trong lời tiên sư này nói. Tô Hạo bất mãn nói rõ hơn một chút, linh khí đến tột cùng là thứ gì? Ngươi làm sao cảm giác được? Kỳ thật linh khí là vật gì, hắn cũng không biết a, có người nào đi quản linh khí là cái gì đâu chứ? Chỉ cần tu luyện được là tốt, người nào rảnh rỗi đi tìm hiểu như vậy? Hắn tu tiên lâu như vậy, lần đầu bị người khác hỏi linh khí là gì. Trung niên nam tử vắt hết đầu óc, rốt cuộc cũng tìm được một câu trả lời, vì vậy hồi đáp, chỉ có nhân tài có thiên phú mới có thể cảm nhận được linh khí, người không có thiên phú không cách nào cảm nhận được. Nhưng người có thiên phú vô cùng thưa thớt, có thể nói là 1 trên 1 vạn. Các bạn vừa nghe xong tập 39 của bộ truyện Nhật ký Thành Thần Của Ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.